Mỗi bữa làm bút rọc giấy, làm nail, làm ba cái đồ linh tinh ấy, thì tóc tóc đó độ cho lấy xu hướng. Thế là bây giờ mình chuyển qua mình review du lịch, mình review Đà Lạt. Đây nhá, đây là chị hai của mình dẫn mình đi chơi nhá. Từ đầu đến đuôi mình không phải bỏ một đồng nào ra hết, chị hai mình lo hết. Đấy, chị tôi thì sinh năm 91 nhưng mà cũng tâm hồn như gái 19. Còn nhuộm tóc cái đầu màu hồng, rất là trẻ, trẻ trâu. Ấy mà mình nói thế thôi chứ chị mình thì đẹp gái, xinh gái nhất nhà, dẫn mình đi ăn đi chơi, chẳng bao giờ để mình động tay vào cái gì cả. Cái quán này hình như tên là một chiến hầu đó, hầu nớ. Ừ, hầu chi đó không nhớ. Mọi người ăn cơm xong sau đó đi ra phía sau quán là sẽ có chỗ quay lại tuổi thơ đó. Ăn cơm xong thì gia đình mình di chuyển lên resort ở. Gia đình mình thì ở Đà Lạt Wonder. Hey, vào đây là rất là đẹp rồi, không có gì để chê. Ở đây thì người ta xây nhiều cái nhà nhỏ rất là dễ thương, nhưng mà nhìn nhỏ nhưng mà không nhỏ đâu nha. Ở trong nó rất là nhiều phòng luôn, mà ở đây toàn là dốc với cầu thang không thôi mọi người. Sao lúc mà tôi coi review không ai nói thì phải có vấn đề đó hết vậy. Ở đây người ta còn không dùng thang máy nữa, nghĩ cái cảnh mà bưng 80 cái hành lý làm sao mà bưng lên được ta. Nhà mình book một căn có tới 3 cái giường để chia ra 4 người lớn và 2 trẻ em ngủ. Nói chung là cái view cũng đẹp, cái gì cũng ok hết. Nhìn thì cũng biết mọi người thích như thế nào rồi đó. Cháu tụi nó nằm luôn ở đây rồi. Ở resort khi mà mình muốn di chuyển thì mình sẽ gọi xe điện đến rước tận nơi nha. Sau đó thì lấy xe và tự đi tham quan, đi chơi. Ủa, Đà Lạt nhiều dốc cực mọi người ơi. Mình coi review mình không thấy cái một dốc với cầu thang đó. Đà Lạt nhiều hoa thật, kiểu đi động thấy hoa, thấy xinh lắm. Ăn xong thì gia đình mình di chuyển đến chợ Đà Lạt. Ui là trời ơi, lại là dốc, lại là cầu thang. Đã thấy chị tôi còn bắt tôi đứng trên cầu thang để chụp hình nữa, sợ bất chết. Mình có ăn dâu lắc và bánh tráng nướng Đà Lạt. Sau đó thì về ngủ, sáng mai dậy thì đi ăn sáng. Cũng lại di chuyển bằng xe điện. Ủa, mình bắt được con kỳ lân này mọi người ơi. Ở đây thì ăn sáng thì hình thức buffet, mình thích ăn gì thì mình lấy, cứ ngoài line nó rất là nhiều luôn ấy. Ăn xong thì đá thêm một cốc cà phê. Ủa mẹ ơi, bây giờ lại đi tham quan lại cầu thang. Không phải mình ghét cầu thang hay gì đâu, nhưng mà tại mình mập ấy, mình đi cầu thang mình mệt. Tôi đã cố gắng rất nhiều để leo lên đây để quay cho mọi người coi. Ở trên này có con vẹt này, con cừu, con dê. Ở trên này thú nó ngộ lắm, có con mèo, con chuột cũng đưa vô sở thú. Có con công này, con chó nữa. Chó trên này ngộ lắm nha. Nuôi toàn lạp xưởng thôi, nó cứ lùng ấy. Nó nhìn cái mặt nó bố đời chưa. Ở đây còn có con hươu sao nữa, hươu sao này thì nó đổ màu lông theo thời tiết hay sao ấy. Ở trong đây là còn có con chim chỉ nữa. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi con chim chỉ hàng riêu. Rồi sau đó mình coi hàng pha ke sau nha. Đây là hàng riêu, rất là đẹp, đuôi dài. Cái màu ánh kim rất là đẹp luôn. Còn đây là hàng pha ke. Chỉ loại rác mộc mộc này thì có màu và sáng thì còn biết gái nữa nha. Hết hồn chưa? Sở thú này nó không có quá nhiều thú quý hiếm nhưng mà nó cũng hay. Tại vì như mình thì mình cũng rất là ít thấy những cái con này. Có gà, có vịt nè. Ở đây còn có một bầy đà điểu nữa nha. Có một cái con chim gì nó lạ lắm. Cái chú giữ vườn này bảo là lốp xô, lốp tô, cái gì đó quen rồi. Đây có con nhím nữa, con nhím nó to hơn con chó luôn mọi người. Mình tưởng con nhím nó bé bé chứ. Đây còn có mấy cái con thằn lằn đồ nữa, ghê lắm mọi người ơi. Nó to lắm. Giang nắng cả buổi xong rồi, bây giờ vô cái chỗ khu có tuyết. Tuyết này là tuyết giả thôi, kiểu như là cát trắng thôi. Sau đó thì bật cái nhiệt độ phòng ở đây là 5 độ cho con nít vào chơi, có cả cái khu trực tuyết nữa. Nói chung vì là chuyến đi để cho hai đứa con nít được đi chơi nhiều hơn nên là chủ yếu book một cái resort có đầy đủ đồ chơi cho bọn nó thôi. Ở đây có nhà phao nè, ở bên kia còn có một cái nhà banh nữa. Ở đây còn có một cái lâu đài ma nữa, nhưng mà nó cũng hơi ghê. Mình đang định bước xuống thì bên kia nó làm công trường ấy, nó làm cái động một phát mình sợ hồn đi lên luôn. Bữa trưa thì mọi người ăn cơm ở một cái quán cây trước cổng của resort luôn để tiết kiệm thời gian và sau đó về nghỉ trưa. Buổi chiều thì tiếp tục di chuyển xuống vườn dâu. Vườn dâu thì nó còn xanh lắm nên là mình cũng không có hái. Đến chiều tối thì nhà mình di chuyển xuống một cái chỗ được gọi như là Phượng Hoàng Cổ Trấn ở Đà Lạt. Ở đây là An Sơn Hồ, đây chỉ là một cái quán ăn thôi nhưng mà phong cảnh đồ cũng rất là đẹp. Đây là anh rể tôi đang tác nghiệp cho chị. Nhà mình ở Đà Lạt 2 ngày 2 đêm thì cũng đã đến lúc đi về rồi. Anh rể tôi đã sắp xếp vali, trời ơi như dọn nhà ấy. Vớt vát một chút Đà Lạt bằng một bát xíu mại và một cốc sữa nóng, ăn cả dâu lắc nữa, sau đó chạy thẳng về Đà Nẵng. Ăn xong bữa cơm nghỉ chân này là sẽ về Đà Nẵng rồi.